Chào bác nhá. Nãy vừa đuổi nên là đi vác cân đi lùa rào một vòng. Thánh thủ ngồi cột litter trước các bác nhá. Đi lùa thì cái đoàn này không thể thiếu đâu. Cân này thì tùy sở thích, các bác thích đánh 1m, 2m hay là thích đánh mấy mét kì các bác. Không có quy chuẩn đâu nhá. Sợi cước thì các bác gấp đôi này nhá. Đây này, gấp đôi một đoạn này, chưa? Dù này luôn từ dưới lên trên xuống chỉ được hết, xong các bác cùng gấp đôi lại đó. Này tụm tay đây, xong cái đoàn du này bắt đầu vấn, các bác vấn đi khoảng 15 vòng nhá. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok chưa, dư cái đoàn giấy này này. Các bác xiên qua cái lô này, thấy chưa? Xiên qua. Đó. Các bác tụm tất cả này, siết từ từ. Các bác lưu ý nhá, ở cái nút siết này này, tất cả các nút siết chứ không phải ở nút siết này, tất cả các nút siết trong khi đi cầu á đều phải thấm nước nhá. Để cho cái cước này nó đỡ bị tổn thương. Được chưa? Ở đây em sẽ thấm cái nước mà em có sẵn cỏ trên người. Thấm phát nó ướt nhẹp. Đó, xong các bác cứ siết lại. Siết lại. Siết chắc. Không có cái gì ở đấy gọi là chắc chắn 100% hết. Ở đấy nhá, cho bác cắt sát hai đầu này, siết cho thật chặt nhá. Đấy là em đang làm ví dụ, siết cho thật chặt này. Siết chặt xong các bác cắt sát hai đầu thật sát vào, để khi nệm ra nó không bị vấp những cái mùi này. Đấy. Cắt thật sát vào. Sau đó các bác kéo tiếp. Kéo hết lực, làm sao kéo thật hết lực. Không nổ thì lúc đó mới mang ra đi cấu được nhá. Nếu mà nổ thì buộc lại. Và cái mối buộc này mà bị nổ là quá bình thường luôn. Ok. Ở đấy này, hai mũi buộc này các bác cắt sát rạt luôn. Dù hơi khó cắt đó. Dù thương phải dài mà. Đó. Mũi dù cắt này. Thôi gần đi tỉ các bác cắt đi nhá. Có bên cước này. Cắt sát luôn. Cố gắng sát nhất có thể. Đó. Bây giờ nẻm nó không bị vấp đấy các bác này. Nếu mà mình cắt dư ra là lúc nẻm nó sẽ bị vấp qua cái khoén. Còn bây giờ là không bị vấp nữa này. Trục câu lúa này thì rất là đơn giản luôn. Các bác từ trục du này nổi ra leader này, xong từ cái leader buộc vào khóa lính. Chưa? Buộc khóa lính và từ khóa lính móc vào một con mồi luôn, móc thẳng vào con mồi là câu luôn. Còn đây là cách buộc khóa lính. Cách này dùng cho tất cả các hình thức cấu, từ đánh lục, lăng xê, đơn, đài, lúa là em đều dùng cách này nhé. Rất là uy tín, dùng để sẵn hàng này. Chứ, sắp đối xe giấy này. Các bác buộc đúng một nút một này. Siết lại này. Cho cái khóa lính qua cái vòng này. Đó. Lúc đó bắt đầu siết. Và ở đây lại phải thấm nước nhá. Các bác thấm nước gì thì thấm tùy. Thích thấm nước gì thì thấm. Nhưng mà ở cái nút siết này luôn luôn phải có nước. Để cho cước nó không bị tổn thương. Ok chưa? Siết chặt. Và cắt. Cái mũi này thì đừng cắt sát quá. Trừ lại khoảng vài ly. Trừ lại một ít. Móc môi vào là câu thôi. Không phải thao tác gì thế nữa. Như là câu thôi. Một con mồi em rất là thích đánh là con mồi mềm. Con mồi này kết hợp với lười. Nói chung là trên thị trường có rất là nhiều loài lười. Và cái lười này em thấy hay bị mất. Có mấy loài người ta bán 101, 102. Có loài chỉ khoảng 70-80 nghìn. Nhưng mà các bác lưu ý chọn cái form này này. Form này và size này là gì đánh nhất? Form này và size lười này là đánh ok nhất. Tức là theo quan điểm của em thôi nhá. Còn các bác đánh như thế nào thì tùy các bác. Đây là cách móc vào con mồi mềm luôn này. Ở đây các bác đậm vào. Chưa? Sau xoáy này. Cứ xoáy đều vào.
Cái này sai thì có thể làm lại được, nên là tự tin mà xoáy các bác nha. Sai có thể làm lại. Được chưa? Xoáy làm sao mà để khi mà cái lưỡi với con cá này nằm theo một hướng nhá. Đây, dư đến bước quan trọng này. Đâm xuyên lưỡi từ dưới lên trên. Các bác thấy có cái vạch này không? Đó. Bây giờ các bác đo lưỡi nhá, đo lưỡi này. Lưỡi đến đâu thì đâm vào đến đó nhá. Đây, ví dụ nhá, lưỡi dài đến đây thì các bác đâm vào đây, được chưa? Cái lưỡi này này, dài đến đấy này. Thì các bác đâm xuyên từ đây lên trên, đâm vuông góc luôn nhá. Đấy là em đâm quen rồi. Đâm quen rồi cho nên là em không cần đo. Còn như các bác là các bác lấy cái bút đánh dấu rồi hay đâm xuyên không lệch. Đó, xuyên là thường thường là đến sát cái cuối này luôn này. Từ đây lên, chưa? Thường lúc đánh á, em hay ghim cái lưỡi vào. Đó, ghim lưỡi vào đây, chưa? Cho con cá nó nuốt vào, nó không bị nhầm. Nó không bị bung cái hở cái lưỡi này ra là nó thì nhầm, nó nhả. Em ghim lưỡi vào đây. Đó, như này là móc vào là đánh thôi. Cách móc con mồi mềm, có một số bác là móc vào đây. Móc vào đây là tuột đó nhá. Này, móc vào cái thép cứng của con mồi mềm này, là cái thép dưới đấy này, thấy chưa? Cái thép dây, cái thép cứng ở dưới này, móc vào khóa đó, đơn giản như này thôi. Bây giờ là chỉ việc vụt ra lùm hàng. Đối với các bác mới làm quen môn lúa, không cần mau me, không cần quá nhiều con môi, không cần tìm hiểu nhiều nhá. Các bác chỉ cần thông thạo 4 con môi trên tay của em đấy là bắt được cá. Nhái nổi, nhái lừng, môi mềm, cá sắt, các bác chỉ cần thông thạo 4 con môi này là đánh lấy được cá. Con nhái nổi thì các bác đánh sáng sớm với chiều muộn. Con nhảy lừng thì đánh tất cả các chơi con lại, đánh theo mép cỏ là em thấy nhanh nhất. Còn cái con này này rất là đa năng, chống vườn cũng tốt nữa. Nói chung là buổi trưa mang ra cũng được, buổi sáng, buổi chiều mang ra đều được hết. Nhất là mấy cái hồ tự nhiên mà kiểu nhìn thoảng sạch sạch, đánh con này nhảy cực kỳ luôn. Còn con cá sắt này á, địa hình sạch thì gọi là vô đối, nhưng mà phụ thuộc vào địa hình rất là nhiều. Nói chung là vào các cái áo hồ của dấn á, áo dấn mà cao cá sắt thì gọi là tuyệt vời luôn. Đây chỉ là 4 con môi cơ bản mà cho các bác mới làm quen với môn lúa chơi thôi. Còn các bác đừng có bắt bẻ em nhé. Tại vì môn lúa này có rất là nhiều loài môi, rất là nhiều con môi. 4 con này là 4 con cơ bản để cho các bác làm quen chơi nhá. Ok, bây giờ em sẽ lên đường đi chiến luôn. Đóng cá thì chỉ có chạy lên huyền nhá. Đó, tắt, hụt 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 rồi, tắt, chuẩn bị lên huyền. Xịt con này mình nghỉ câu luôn, chạy đi. Ôi xịt. Nghỉ câu một buổi thôi các bác nhé. Vừa dặn là kiểm con cá tối về nấu nồi canh. Nếu mà không câu được cá thì đừng có mò mặt về. Có cá các bác nhá, có cá nhá. Cứ để cho lối. Dư mình mà câu xịt con đi thì tối không cần phải về. Cứ để cho lối nhá. Đừng có mò mặt về. Vì làm đúng lời vừa dặn, không câu được cá thì không mò mặt về, tối đi câu tiếp. Hôm nào các bác cũng hãy chơi với con nhé. Chim chi kêu lên này. Nhỏ đấy. Một thôi. Cái lô to này là con to này. Nhưng mà phải bắt được một con nhỏ để mà câu con to.
hồi nhỏ chơi cái trò này mà con này chơi cả ngày không chán luôn á. Một ta chắc phải kiếm cái chí để cấu hẳn thế. Đu chồng chồng đi cầu tiếp. Không câu được cá thì không được mau mặt về. Xong em lại lớn lèo câu được cá nhưng mà em lại thả lại hồ. Có cá các bác nhá. Từ bắt xong con đi kế tiếp. À vừa em biết chuyện, xong lại bảo câu được mà thả thì ở ngoài hồ luôn đi. Tôi nhá em bắt xong con đi rồi. Câu được luôn thôi. Cấu được mà thả thì ở ngoài hồ luôn đi à? Nghe lời vợ tuyệt đối, thả ở ngoài hồ luôn. Đây là áo của nhà hàng xóm các bác nha. Em đang lúa trộm. Có cá quá. Hình như vẫn con cá các bác nha. Con cá. Đây rồi. Con nhá. Đây. Con cái nịt. Ơ, răng lại mắc canh cây nữa. Ơ, răng mắc la đấy. Không mắc cả mà mắc canh cây. Mắc canh cây răng này chay. Ơ, răng mắc kiểu gì đi. Ơ cậu được cái que mà được cả đấy. Ơ, cả trồng cỏ. Cả trồng cỏ. Câu được cái que mà có cả đấy. Ở đây chắc nó gọi câu trôm. Khử Minh không phải là người duy nhất câu trôm ở đây đâu nhá. Anh là đang câu được cái que. Dư mà ép mình mảnh cả lơ. Ép mình mảnh cả lơ, tụt lên. Mình phải biết cấu mình ạ. Không phải cứ mày cái nẻm nó được cáo. Mình phải lắc tay. Đây rồi ngon bác nhá. Đây là cái cân của thanh niên một câu trồm đó này. Yeah. câu trồm mà còn không câu trùng cá nữa, câu trùng mố, câu trùng máng. Thôi để gửi cho con yêu bác nhá. Nhìn cũng hơi tội. Quân Cương á. Đừng chạy nữa. Ơ, tôi ra rồi.
lưỡi có ngon riêng luôn. Có mấy anh em Việt kiều bên Nhật với bên Lào bảo là cả trâu bên kia phải vài ba cân người ta mới thịt, còn không là thả hết. Mình nói Việt Nam cho cùng thả. Có cá các bác nhá. Có cá nhá, có cá nhá. Có cá nhá. Đấy rồi, đấy rồi. Thả đó. Tối thả vào nồi. Kết thúc buổi lối chào các bác nhé. Được giật mấy phát mấy con thả cả. Nói chung là cái loài tầm 1 cân ở dưới 1 cân em thả cả các bác nhé. Thôi chào các bác, hẹn các bác clip sau.